Xin chào các bạn đã đến với kênh của Linh Chủ đề của video này sẽ tiếp tục là vấn đề mua bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng Sau khi chứng kiến khá là nhiều vụ khách hàng đã thông tin trên mạng xã hội về việc là khách hàng bị tư vấn sai khi tham gia các cái sản phẩm bảo hiểm ở các ngân hàng cũng như là sau khi mình được trực tiếp tham gia và hỗ trợ khách hàng đòi quyền lợi ở một số cái trường hợp cũng là mua bảo hiểm qua kênh ngân hàng thì mình bắt đầu có suy nghĩ là Vậy thì ở các cái hợp đồng mà bị tư vấn sai như đó, như thế vậy thì các bên liên quan ví dụ như là ngân hàng, công ty bảo hiểm, rồi đại lý nhân viên ngân hàng và khách hàng thì họ được gì và mất gì? Và đó là lý do mà mình có cái video này. Nhưng trước hết có một điểm mà mình muốn nói để các bạn rõ ràng hơn để các bạn không bị hiểu nhầm đó là mình không nói cái việc bán bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng là sai là không đúng và thậm chí đối với mình thì đối với quan điểm của mình cái việc mà công ty bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm mà bán phân phối các sản phẩm bảo hiểm qua cái ngân hàng thì là một cách rất là tốt để mà các sản phẩm bảo hiểm nó tiếp cận một cách nhanh nhất và gần nhất đối với khách hàng ở đây trong chủ đề của video này thì mình chỉ tập trung vào cái việc là các hợp đồng mà bị tư vấn sai thôi và chúng ta sẽ quay trở lại với việc là các cái bên liên quan thì sẽ được gì và mất gì đối với các cái trường hợp như vậy đầu tiên đầu tiên đó là ngân hàng thì uh, theo mình đối với mình thì trong những cái hợp đồng như vậy thì ngân hàng vẫn có một cái được cái mất cái được của họ đó là họ sẽ nhận được hoa hồng từ doanh nghiệp bảo hiểm thì uh, như các bạn biết là uh, để mà công ty bảo hiểm mà có thể được được phép là phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm ở các ngân hàng thì công ty bảo hiểm các doanh nghiệp bảo hiểm đã phải chi rất là nhiều tiền rồi để có thể ký được ký, ký hợp đồng độc quyền rồi. Tuy nhiên theo mình biết thì uh, trên mỗi cái hợp đồng mà được ký mà khách hàng tham gia thông qua cái, cái ngân hàng ấy thì bên ngân hàng vẫn được nhận một cái khoản tiền nó dạng như một cái khoản hoa hồng trên từng cái hợp đồng. Ngoài ra nữa thì khách hàng à, bên ngân hàng còn có một cái điểm được nữa đó chính là họ có thể thông qua cái việc à, phân phối, việc giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm thì họ có thể bán chéo các cái sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Mình lấy ví dụ như là cái việc mà khách hàng có thể sử dụng à, đăng ký các tài khoản à, ngân hàng nội địa để thanh toán phí bảo hiểm hạn, Hoặc là các cái sản phẩm ví dụ như thẻ tín dụng để thanh toán phí bảo hiểm. Cái này khá là phổ biến đúng không ạ? Còn cái mất của ngân hàng, nhất là trong nhiệm vụ mà các hợp đồng mà mất bị tư vấn sai ấy, mà khách hàng phát hiện ra những hợp đồng đó bị tư vấn sai và đòi quyền lợi cũng như là sau đó là hủy hợp đồng thì cái mất lớn nhất mà mình nghĩ đó sẽ là cái mất niềm tin từ khách hàng và nó bao gồm cả những hàng hiện hữu tức là khách hàng đang sử dụng các cái dịch vụ của ngân hàng và cả các khách hàng tiềm năng sau này tất nhiên là với mình với một khách hàng bình thường như mình chẳng hạn nếu mà mình vào ngân hàng mà ví dụ mình đang muốn gửi tiền tiết kiệm mà sau đó mình lại được được bên ngân hàng giới thiệu sang một cái sản phẩm là sản phẩm bảo hiểm nhưng mà tại thời điểm đó mình không biết và mãi sau này mình biết và mình phải hủy hợp đồng mình phải mất tiền mất sức thì rõ ràng là mình cũng sẽ có một cái trải nghiệm nó không tốt và sau đó là có thể mình sẽ không muốn uh, sử dụng tiếp tục sử dụng các sản phẩm của ngân hàng đó nữa mà sẽ có thể là sẽ chuyển sang một ngân hàng khác thì mình nghĩ đấy là một cái điểm mất đối với các ngân hàng ở các cái hợp đồng bị thừa vấn sai như vậy. Thứ hai là về các cái doanh nghiệp bảo hiểm Thì cái được của họ thì rất đơn giản thôi Họ sẽ có doanh thu phí bảo hiểm đúng không ạ Với các trường hợp mà hợp đồng và tư vấn sai này Nhưng mà khách hàng vẫn chưa biết và chưa có ý định hủy hợp đồng Hoặc là chưa có, chưa có cái khiếu nại để đòi lại tiền Thì họ vẫn nhận được doanh thu phí bảo hiểm này Ở năm thứ nhất còn từ các năm thứ hai thứ ba trở đi thì, thì họ có thể có có được lợi nhuận trên trên cái hợp đồng đó và cái điều thứ hai nữa cũng rất là quan trọng đó chính là data khách hàng và mình nghĩ đây là một cái điểm quan trọng nhất đối với doanh nghiệp bảo hiểm khi mà họ uh, họ chấp nhận bỏ một khoản tiền rất là lớn ra để ký hợp đồng độc quyền với các ngân hàng và từ đó thì họ có được cái data của khách hàng có được dữ liệu của khách hàng để có thêm một khách hàng tiềm năng và không chỉ là một khách hàng tiềm năng mà có thêm từ khách hàng đó thì có thể khai thác thêm để có thêm rất nhiều khách hàng tiềm năng khác Tuy nhiên đấy là một trong trường hợp mà mọi việc nó suôn sẻ hoặc là trong trường hợp mà khách hàng không có khiếu nại gì. Còn với trường hợp mà khách hàng có khiếu nại và yêu cầu hủy hợp đồng cũng như là đòi lại phí hoàn lại phí bảo hiểm đóng vào thì tất nhiên là doanh nghiệp bảo hiểm sẽ mất lại mất đi toàn bộ cái doanh thu phí đó và đồng thời cũng giống như ngân hàng thì sẽ mất đi cái niềm tin từ khách hàng khách hàng đó cũng như là khách hàng tiềm năng khác mà ví dụ như là về người thân bạn bè của cái của khách hàng mà mà bị tư vấn sai đó thứ ba đó là các nhân viên ngân hàng và nhân viên bảo hiểm hay là đại lý bảo hiểm đó thì cái được của họ đó là tất nhiên họ nhận được hoa hồng với đại lý bảo hiểm và cũng như là với nhân nhân viên ngân hàng thì họ có cái thưởng KPI về việc bán bảo hiểm ở ngân hàng thì tất nhiên hai khoản thưởng và hoa hồng này thì nó chỉ chỉ có khi mà cái uh, hợp đồng thì nó vẫn vẫn diễn ra vẫn chạy bình thường và khách hàng không có khiếu nại gì cả còn trong trường hợp mà khách hàng khiếu nại và đòi hủy hợp đồng cũng như là yêu cầu hoàn lại phí thì họ sẽ bị mất hoa hồng này, mất thưởng này. Nhưng mà hai cái đó mình nghĩ là vẫn là vẫn là còn là cái mất mất nhẹ nhàng, mất ít. Còn cái mất lớn hơn đó là mất niềm tin từ khách hàng. Và nó không chỉ là mất đối với những người đã làm sai đó mà nó mất niềm tin nó còn có ảnh hưởng đối với tất cả những cái người mà đã làm đúng, những cái đại lý bảo hiểm hay là những nhân viên ngân hàng đang làm đúng đang tư vấn đúng cho khách hàng thì chỉ vì những người làm sai mà họ cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng phải chịu cái cái nhìn không tốt từ những khách hàng khác và cuối cùng là khách hàng là người tham gia là người được người bị tư vấn sai về cái được của họ khi mà tham gia cái hợp đồng mà bị tư vấn sai đó thì mình chỉ nghĩ duy nhất được cái điểm đó là họ vẫn được bảo vệ tức là họ vẫn được hưởng các quyền lợi bảo hiểm mặc dù là tại thời điểm ban đầu thì họ có thể là họ không có nhu cầu về cái việc uh, tham gia để để được nhận các cái bảo hiểm. Tại vì thế này. Vì mình gặp rất, rất nhiều cái trường hợp là uh, khách hàng đến ngân hàng để có thể là gửi tiết kiệm hoặc là đáo hạn uh, rút sổ chẳng hạn. Thì sau đó họ được nhận họ được uh, các nhân viên ngân hàng hoặc là đại lý bảo hiểm giới thiệu cho một cái sản phẩm. Nhưng mà họ không nói đó là sản phẩm bảo hiểm mà họ lại nói sang theo hướng là sản phẩm uh, liên kết đầu tư rồi sản phẩm uh, một hình thức uh, tiết kiệm đầu tư gì đó hoặc là một sản phẩm sản phẩm đầu tư mới mà lãi suất cao hơn ngân hàng và nó được tặng thêm cái quyền lợi bảo hiểm ví dụ như vậy tức là họ không được biết đấy là mình được tham gia một cái sản phẩm bảo hiểm tức là, và tại cái thời điểm đó thì họ không có nhu cầu không có một cái nhu cầu gì về cái cái việc là được bảo hiểm cả vậy trong một số trường hợp thì cái được bảo vệ này nó cũng không hoàn toàn là từ cái ý muốn ban đầu của họ của khách hàng còn cái mất thì uh, trong trường hợp mà khách hàng biết được là và nhận ra cái vấn đề là cái hợp đồng của mình đang được tư vấn sai thì cái mất đầu tiên của họ, của họ sẽ là mất tiền thông thường khi mà được giới thiệu tham gia các sản phẩm mà uh, uh, bảo hiểm và phân phối qua các ngân hàng này thì khách hàng từ được giới thiệu là sản phẩm đó thì sẽ có lãi suất cao này hoặc là chỉ tham gia chỉ tham gia trong mấy năm đầu năm sáu năm đầu là sẽ được nhận lại toàn bộ gốc và lãi. Tuy nhiên cái việc đó thì lại không chắc chắn. cả cái việc được nhận gốc và lãi sau vài năm sau năm sáu năm hay là sau một số năm nhất định là đều không chắc chắn này. Cái thứ hai nữa là các lãi suất cái tỷ suất đầu tư mà họ giới thiệu thì cũng là tỷ suất đầu tư không chắc chắn. Có thể tỷ suất trong quá khứ nó khá là tốt. Tuy nhiên nó không đảm bảo là sau này nó sẽ nó sẽ lặp lại như vậy. Chưa kể nữa là khi mà tham gia các sản phẩm này là các sản phẩm bảo hiểm thì họ sẽ bị trừ đi rất nhiều các loại phí trong những năm đầu tiên. Đặc biệt là có khoản phí ban đầu, những khoản phí ban đầu thì nó nó chiếm tỷ lệ rất là cao và nó có thể kéo dài trong khoảng 5 6 năm đầu tiên cơ. Ngoài ra thì còn các loại phí liên quan đến việc là phí rủi ro để họ nhận các quyền lợi bảo hiểm này và sau đó nữa là cái phí chấm dứt hợp đồng khi mà họ quyết định là dừng hợp đồng trước hạn cái mất thứ hai nữa đó chính là mất thời gian và mất công sức để đòi lại tiền trong trường hợp họ muốn khiếu nại và yêu cầu dừng hợp đồng hủy hợp đồng và họ lại phí thì cái việc đòi lại tiền đòi lại phí như vậy thì nó không phải là đơn giản họ sẽ cần phải chứng minh được là mình tư vấn sai hay nào bằng các cái bằng chứng bằng văn bản chẳng hạn chứ không thể là nói xuông được và thông thường nếu mà không có bằng chứng thì cái việc đòi lại tiền như thế thì rất là khó Với rất nhiều khách hàng là khách hàng những khách hàng mà lớn tuổi chẳng hạn Thì họ còn không không hiểu rõ những cái vấn đề đó Và cái việc mà để mà đòi lại tiền như thế nào cho đúng thì họ cũng không không nắm rõ được Cái điểm cuối cùng nữa là mất niềm tin Thì cái việc đó, mất niềm tin này là cái cái mất tất yếu thôi Và nó sẽ là cái điểm mất niềm tin từ đại lý bảo hiểm, từ nhân viên ngân hàng đến ngân hàng và cuối cùng đến cả doanh nghiệp bảo hiểm và cuối cùng là cả cái ngành bảo hiểm luôn có thể là sau đó thì họ sẽ có một cái trải vì mỗi trải nghiệm không tốt đó mà họ có cái nhìn ác cảm đối với toàn bộ cái ngành bảo hiểm luôn và có thể là họ cái sẽ... sau này cái không muốn tham gia một sản phẩm bảo hiểm nào nữa chỉ vì một cái trải nghiệm không tốt như vậy và vị trí của khách hàng thì cách duy nhất để có thể giúp họ tránh được những cái việc là mất tiền mất thời gian mất công sức hay là mất niềm tin như thế này ấy, thì chỉ có một cách đó là phải tự trang bị kiến thức cho mình, phải tự tìm hiểu kỹ, tự suy nghĩ kỹ, cân nhắc kỹ trước khi quyết định tham gia bất kỳ một thứ gì đó. và tốt hơn hết là nếu mà không hiểu rõ cái gì thì tốt nhất là không không nên tham gia. và nếu mà bạn không thể tự tin là mình có thể có đủ kiến thức, có đủ thông tin để đánh giá được cái cái sản phẩm đó nó có đáng để tham gia hay không thì tốt hơn hết là hãy tìm đến một người có thể giúp bạn làm được việc đó một người có thể giải thích cho bạn một cách logic những cái điểm lợi, những cái bất lợi của cái việc tham gia sản phẩm đó thì chỉ có cách như vậy thì mấy bạn mới mới có thể giúp bạn không bị hối hận sau này.